Xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Số nha. Như chúng ta biết, ngày giỗ theo âm Hán là húy nhập hay kỵ nhập, tức là lễ kỷ niệm ngày mất của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cũng có nghĩa là ngày kiêng kỵ, tập quán lâu đời. Dân ta lấy ngày giỗ, ngày mất làm trọng. Cho nên ngày đó, ngoài việc thăm phần mộ tùy gia cảnh, và tùy vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Đây cũng là dịp gặp mặt người thân trong gia đình, trong dòng họ, họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong. Như vậy, húy kỵ theo tiếng động từ là kiêng cữ, húy nhập là ngày giỗ kỵ, cúng cơm. Ý nghĩa lễ giỗ cúng giỗ là một buổi lễ kỷ niệm người mất qua đời quan trọng của người Việt. Được tính theo âm lịch, ngày này là ngày để thể hiện tấm lòng thủy chung, thương xót của người đang sống với người đã khuất, thể hiện đạo hiếu đối với tổ tiên, nhà giàu, thì tổ chức làm giỗ linh đình, mời người thân trong dòng họ, bạn bè gần xa, anh em bằng hữu về dự dỗ. Còn nhà nghèo thì chỉ cần lưng cơm, đĩa muối, quả trứng, ba nén nhang, một đôi nến và vài món ăn giản dị cúng người mất, cũng đã có lòng thành kính đối với người đã mất. Lòng chung thủy, thương xót người đã khuất chỉ phụ thuộc vào việc con cháu phải nhớ ngày người mất để làm giỗ, không liên quan đến việc làm giỗ lớn hay nhỏ. Thân bằng cố hữu của những người quá cố, nếu thấy lưu luyến thì đến dự giỗ theo ngày đã định sẵn từ trước, không cần phải đợi đến thiệp mời như tiệc cưới lễ mừng. Không nên có chuyện hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo, nghĩa là mời thì đến, không mời thì thôi. Và hôm nay cũng là ngày giỗ ba chồng của năm. Và lần này cũng là lần mà năm đang bệnh, do vậy nên toàn bộ những gì trên mâm cơm ngày giỗ này đều do một tay chồng của năm làm. Thôi thì trong mùa giãn cách, trong gia đình có gì thì dâng cúng ba cái đó. Rất mong ba hiểu được tấm chân tình của các con, cháu của ba. Tình cha mắt như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sắt rắn sao cho thơm,
Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Kính thưa quý vị, một chút chia sẻ về ý nghĩa của ngày giỗ và đặc biệt ngày giỗ trong mùa giãn cách. Và lời cuối cùng thì Năm Xuống cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của Năm Xuống. Quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy đăng ký ủng hộ kênh của Năm Xuống bằng cách bấm đăng ký, bấm chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Năm Xuống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!